Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn phổ biến liệu pháp điều trị ung thư tiên tiến giúp người mắc bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với nền y tế công nghệ cao của Nhật Bản. Trong khuôn khổ triển lãm chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 24, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc. Tiến sĩ Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, Nhật Bản là nước đi đầu về phát triển công nghệ trị liệu miễn dịch cũng như trị liệu tế bào gốc. Các ứng dụng của trị liệu miễn dịch đã được nghiên cứu và áp dụng tại Nhật Bản trong nhiều năm qua và đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Liệu pháp miễn dịch với cơ chế dùng chính tế bào miễn dịch của cơ thể đưa ra ngoài nuôi cấy và hoạt hóa lên, sau đó chuyển lại vào cơ thể để làm tăng khả năng tự miễn dịch, được kỳ vọng là phương pháp điều trị ung thư của tương lai, đem đến hy vọng tươi sáng hơn cho các bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới. Hội thảo điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc được tổ chức với mục đích cung cấp một cái nhìn toàn diện, khách quan về xu hướng điều trị mới này. Tôi thấy rằng là điều trị ung thư ở Việt Nam thì hiện tại là đã có 3 phương pháp là phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Và hôm nay tôi được đi nghe cái buổi hội thảo này thấy là điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc thì đây là một cái đột phá về y học và tôi kỳ vọng rằng là nếu cái phương pháp này được đưa vào Việt Nam thì coi như là người bệnh về ung thư sẽ chữa trị rất là tốt. Phương pháp điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc thì đã được nghiên cứu và ứng dụng từ tương đối lâu ở Nhật Bản, mà đặc biệt trong vòng 10 năm gần đây thì họ có đạt được rất là nhiều các cái thành tựu và hiện nay thì đang được sử dụng rất là rộng rãi tại Nhật Bản như là một cái liệu pháp an toàn và hiệu quả đối với cả các cái bệnh nhân bị ung thư. Liệu pháp miễn dịch có thể đem kết hợp với các liệu pháp khác như phẫu thuật, xạ trị, thuốc kháng ung thư hoặc đơn phương điều trị đều đem lại kết quả. Nếu được kết hợp với 3 liệu pháp trên sẽ có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục phản ứng phụ, giảm suy nhược cơ thể. Ngoài ra, liệu pháp miễn dịch còn áp dụng cho cả những bệnh nhân cơ thể suy nhược do ung thư, không thể phẫu thuật hoặc không thể dùng thuốc kháng ung thư.